Dạ chào anh, anh đến đây cắt tóc ha. Không lẽ tôi tới cắt bao quy đầu. Tôi cắt luôn, tôi cắt luôn đó. Dạ em mời anh ngồi vào ghế cắt tóc ạ. Không, tao thích nằm. Có cái con bà mày. Em ơi, cắt đơn giản thôi, nhanh gọn lẹ, tí anh đi rồi. Dạ anh đi du lịch đâu anh? Không, tao đi tù. Hôm nay anh khách đầu tiên mở hàng tiệm em luôn đó. Ê, nói mẹ đi. Em hỏi lại nha, anh muốn cắt gì nè? Cái ngựa bên chân tôi là con đò nhỏ. Giờ anh muốn làm tóc sao nè? Anh thấy tóc anh đang đẹp, đừng cắt. Giữ nhá, giữ cái tóc này nhá. Em cắt cho anh đơn giản thôi, cắt sao mà mặt anh giàu y chang Sinh Tùng là được. Xong rồi nè, anh có muốn dùng wax không? Wax hộ tao mùng kín. Nghèo đánh chết ta bây giờ. Giờ anh ngồi đây đợi em chút nha. Mày đang gì vậy? Anh ngồi bình thường giùm em cái. Tao đang ngồi rất là bình thường. Anh muốn cắt đầu gì à? Không lẽ tao cắt đầu bùi? Anh lục thật em ơi. Đâu em bắt được em. Giờ anh muốn cắt kiểu gì nè anh? Anh muốn cắt duyên âm. Không bắt được làm gì đó. Anh già này khỏe không anh? Khỏe hơn ông già mày. Để massage đầu cho anh nghe. Không, tao thích mắt được. Cút ra ngoài. Vui đủ chưa? Chưa đủ à? Vậy thì hãy like và subscribe kênh của Diễn Dealer để cho tôi có thêm động lực làm ra nhiều video vui hơn cho các bạn. Em nhé.